Như vậy là phiên bản 11.16 đã đến tay anh em và cùng với đó là một loạt các thay đổi rất quan trọng ảnh hưởng mạnh đến Meta. Sau vài ngày trải nghiệm cũng như tham khảo nhiều nguồn khác nhau thì mình sẽ gửi đến anh em danh sách 5 đội hình bọn mình cho là hiệu quả nhất trong bản cập nhật này. Xin lưu ý, danh sách này không phân định cao thấp các đội hình mà chúng sẽ có hiệu quả trong từng tình huống cụ thể. Chi tiết thế nào? Anh em xem tiếp video nhé! Cà phê nhân phẩm hiện đã có fanpage và cả TikTok. Anh em cờ thủ nhớ follow qua đường link dưới phần mô tả để tăng thêm nhân phẩm mùa mới nha. Thầy ma, bí ẩn, tà thần. Đội hình chuẩn: Brand, Nunu, Lulu, Fiddlestick, Ivern, Volibear, Heimerdinger, Teemo. Sát thương chính: Heimerdinger, Teemo. Chống chịu: Nunu, Sion. Thầy ma đã bị giảm sức mạnh mốc 3. Điều này chính là nhắm thẳng đến việc chúng quá dễ chơi khi có thể dùng các trang bị chống chịu và làm giàn chắn cho nhiều đội hình khác. Nó khiến Sion không chỉ trâu mà còn thăng tiến vượt bậc, gia tăng sát thương về cuối trận. Riot đã lấy đi máu của Sion mốc 3 và giảm sự thăng tiến sát thương từ 20% còn 16% mỗi vòng. Thực tế cú nerf này không quá hiệu quả, nó chỉ nhắm đến việc giảm sức mạnh của Sion. Nhưng lấy đi 100 máu ở mốc 3 thay ma không ảnh hưởng đến độ trâu của hắn, vì sự trâu bò đến từ trang bị. Sion chỉ cần hất tung và đấm 1-2 mục tiêu là đã đủ tác dụng, để phần còn lại cho các quân cờ khác. Trong khi đấy, các tà thần gây một lượng khống chế quá khó chịu. Còn hai quân cờ chủ chốt về sát thương là Heimerdinger cùng Teemo vẫn sở hữu sức mạnh ổn định. Dù là sọ dừa bị giảm sức mạnh, nhưng chẳng thấm vào đâu khi kỹ năng của hắn vẫn gây được sát thương theo phần trăm máu và còn cả hiệu ứng thiêu đốt. Ngoài ra, với việc sở hữu thêm bí ẩn sẽ giúp chống lại các đội hình sát thương phép đang nổi lên. Dù thế nào thì mình cho là team này vẫn luôn mạnh, bởi việc có được đủ đội hình với quá nhiều quân 5 vàng đáng giá là một sự khó khăn rồi, nên phải được bù lại chứ. Cung thủ Aphelios. Đội hình chuẩn: Aphelios, Sejuani, Lee Sin, Daina, Akshan, Nautilus, Galio, Rao. Sát thương chính: Aphelios, Akshan. Chống chịu: Galio, Rao. Kể từ khi Aphelios được làm lại, hắn trở thành một carry kinh khủng khiếp với lượng sát thương đầu ra rất đáng nể. Mana tối đa tăng lên 150, nhưng kỹ năng của hắn giờ được tăng sát thương vô cùng khủng khiếp và cả số mục tiêu cũng tăng lên nhiều. Chúng ta đã quá quen với cảnh một cú bán hắc ám dẫn lối của hắn loại bỏ đến 3-4 mục tiêu ngay lập tức, hoặc ít nhất là cũng lấy đi 3/4 ống máu của chúng. Bởi mỗi phát bắn của chiêu thức giờ được cộng thêm lên ít nhất 350% sát thương vật lý, đồng thời cũng áp dụng chí mạng. Nên hắn mà tung chiêu thì kẻ địch chỉ có khóc thét thôi. Thế rồi Riot lại còn tăng sức mạnh cho hai cung thủ, khiến sự kết hợp của Aphelios cùng Akshan là cơn ác mộng với đối thủ. Khả năng giảm giáp trên phạm vi rộng của Akshan đã chắp cánh cho kỹ năng hắc ám dẫn lối của Aphelios gây thêm cực nhiều sát thương. Chính vì thế, mọi đội hình có Aphelios giờ phải xoay quanh việc dùng hắn làm chủ lực, còn lại thì có thể xoay tướng thoải mái. Nhưng với tình hình các chủ lực vật lý như Lucian hay các quân đoàn đang trỗi dậy, thì dùng thiết giáp bảo kê là vô cùng hợp lý luôn. Protect Jax. Đội hình chuẩn: Irelia, Nautilus, Thresh, Jax, Rao, Galio, Garen, Viego. Sát thương chính: Jax. Chống chịu: Galio, Irelia. Tương tự Aphelios, Jax là một carry rất chất lượng với khả năng đặc biệt là tăng tốc đánh liên tục. Hắn cũng sở hữu sẵn hệ thiết giáp nên có thể được bảo vệ tốt hơn và không mỏng manh như Aphelios. Một khi đã có các món hút máu thì Jax sẽ vô cùng khó bị tiêu diệt. Thực tế, Jax không sợ các đối thủ mạnh về sát thương phép vì hắn có thể sống sót trước màn xả chiêu của chúng. Chỉ yếu thế khi đồng minh chết quá sớm khiến hắn còn lại chơi vơ một mình. Ngoài ra, nếu mà dính hiệu ứng khống chế cũng là thứ Jax kỵ nhất, vì khi đấy hắn không thể hút máu trở lại. Tuy nhiên, 11.16 lại khiến Jax được hưởng lợi khá nhiều. Áo choàng thủy ngân tăng thời gian kháng hiệu ứng từ 12 lên 15 giây là một con số rất đáng nể. Quãng thời gian này Jax được chơi tự do và do đó hắn có đủ thời gian tích tốc đánh cho bản thân. Nhiều người vẫn lo ngại đội hình này khi gặp sát thương phép thì dễ bay màu. Tuy nhiên lượng khiên của Rao có thể đỡ được một phần. Ngoài ra dùng vuốt rồng sẽ giúp giàn chắn hùng hậu, dư sức vượt khó khăn. Ngoài ra sắp xếp đội hình thông minh cũng là cách đưa team này lên đỉnh đó nha. Lucian pháo thủ. Đội hình chuẩn: Senna, Tristana, Miss Fortune, Lucian, Thresh, Nautilus, Galio, Garen. Sát thương chính: Lucian. Chống chịu: Galio, Garen. Lucian được chỉnh lại kỹ năng, giờ đây cho phép anh ta có thể tương tác với rất nhiều trang bị, khi mà các phát bắn của thanh trừng giờ được tính như đòn đánh thường. Vì vậy, nó có thể giật điện với dao điện,
tích cộng dồn cuồng đao hay quyền năng khổng lồ và còn tạo ra nhiều tia khác với cuồng cung. Lucian sẽ không còn bị phụ thuộc vào các trang bị ghép từ kiếm BF nữa, do đó tính tùy biến của anh ta cao hơn rất nhiều. Điều đó cũng đồng nghĩa sát thương gây ra bởi Lucian sẽ đa dạng hơn thay vì trông chờ vào nội tại pháo thủ, do đó anh ta có thể góp mặt trong nhiều đội hình hơn. Hiện tại, sau khi hai pháo thủ bị giảm sức mạnh, thì Lucian sẽ mạnh nhất khi đứng cùng 4 pháo thủ và 4 hiệp sĩ. Đội hình này có dàn chắn khá cứng cáp, tạo điều kiện cho Lucian được chơi nhiều hơn. Tuy nhiên, sử dụng Lucian với 6 vệ binh cũng là lựa chọn không tồi. Bởi khi có Akshan làm mềm đối thủ, thì Lucian sẽ dễ dàng loại bỏ địch với loạt thanh trừng. Trong đội hình cũng có quá nhiều tướng mạnh làm dàn chắn tốt như Irelia, Rakan, cho phép tuyến sau được thoải mái xả sát thương. 6 thiên thần. Đội hình 1: Leona, Varus, Sinra, Lux, Rel, Vel'Koz, Nautilus, Gwen. Đội hình 2: Leona, Aatrox, Sinra, Lux, Rel, Kael, Lulu, Gwen. Sát thương: Vel'Koz, Kael. Chống chịu: Rel, Gwen. Thiên thần đang manh nha quay lại meta sau khi các team khác bị chỉnh sửa và giảm sức mạnh, còn thiên thần lại được tăng sức mạnh dần dần. Leona và Varus sau đợt buff 11.16 trở thành những quân cờ gánh team rất mạnh đầu trận. Đồng thời, Gwen và Rel cũng cung cấp lượng bảo kê giá trị cho các chủ lực phía sau. Cùng với việc làm lại quân đoàn, Aatrox và Kael được hưởng lợi khi trở nên khó tiêu diệt hơn trước rất nhiều. Nếu anh em chơi Kael, có thể để Varus cầm đồ trước rồi đến cuối game chuyển lại. Với 3 bí ẩn và lượng bảo kê cực tốt phía sau, Kael có thể quạt trả đối thủ còn mạnh hơn cả Protect Kael ngày xưa, khi giờ đây sát thương đầu trận của cô rất là ghê. Trong khi đấy thì Vel'Koz sẽ cường hóa sát thương lên cực khủng nếu lắp các món ánh sáng, do đó có thể sớm hủy diệt những AD carry đang manh nha trở lại như Aphelios hay Lucian. Đây nhiều khả năng sẽ là một meta mới dành cho thiên thần sau khi bị nerf kịch liệt ở các bản trước. Đó là 5 đội hình mình đánh giá là mạnh nhất, dễ dùng nhất trong meta 11.16. Với những team này, anh em sẽ có thể dễ dàng vượt qua thời kỳ loạn lạc hiện nay. Vấn đề còn lại là nhân phẩm của anh em ra sao và khả năng xoay bài thế nào mà thôi. Nếu thích ứng với meta tốt, anh em có thể leo rank dễ dàng để vươn lên những bậc xếp hạng cao hơn. Đừng quên ấn like, share cũng như subscribe để tham gia cùng cộng đồng của bọn mình nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!